Thưa quý khán giả, sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, các tỉnh thành Nam Bộ đang vào cao điểm nắng nóng và hạn mặn. Đối với dưa lúa, cây ăn trái và tôm cá đồng bằng sông Cửu Long còn đối mặt với tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập được dự báo ở mức cao. Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặn xâm nhập tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Các đợt mặn xâm nhập tăng cao ở cửa sông Cửu Long tập trung trong tháng 2, tháng 3 năm 2024, cụ thể là các đợt triều cường từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 2, đợt từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 2 và đợt từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 3. Riêng đối với các sông Dàm Cỏ, Cái Lớn, cao điểm mặn xâm nhập vào tháng 3, tháng 4 năm 2024. Cụ thể có một số đợt vào kỳ triều cường từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 3, tiếp đó là ngày 22 đến ngày 27 tháng 3. Dự báo chiều sâu tranh mặn 4 phần ngàn tại các cửa sông chính giai đoạn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 2 tại một số cửa sông như sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây, phạm vi mặn xâm nhập từ 50 đến 60 cây số, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, phạm vi mặn xâm nhập từ 32 đến 37 cây số, sông Hàm Luông, phạm vi xâm nhập mặn từ 35 đến 42 cây số, sông Cổ Chiên, phạm vi xâm nhập mặn từ 45 đến 52 cây số, sông Hậu, phạm vi xâm nhập mặn 50 đến 57 cây số, sông Cái Lớn, phạm vi xâm nhập mặn 25 đến 32 cây số. Cũng theo các chuyên gia, tình hình mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong và triều cường ở khu vực cửa sông. Trước tình hình hạn mặn được dự báo còn tăng cao, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long triển khai nhiều phương án chủ động ứng phó. Trong đó, ngành nông nghiệp tập trung mạnh cho những công trình thủy lợi giúp đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho toàn vùng. Đồng bằng sông Cửu Long đầu tư các công trình thủy lợi kiểm soát nguồn nước, phục vụ đa mục tiêu trong sản xuất nông nghiệp, phù hợp với các vùng sinh thái nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, như trạm bơm cống Xuân Hòa, tỉnh Tiền Giang, cống đập Ba Lai, tỉnh Bến Tre, âu thuyền Ninh Quế, tỉnh Bạc Liêu, công trình thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé, tỉnh Kiên Giang. Tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tỉnh thành tiếp tục nghiên cứu đầu tư, hoàn thiện các công trình thủy lợi ở những vùng nhạy cảm với hạn mặn. Đối với nhóm cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, bòn bon, măng cụt, chỉ chịu được nồng độ mặn từ 0,5 đến 1 phần ngàn. Nhà vườn chủ động nạo vét hệ thống kênh mương trữ nước ngọt. Chính quyền các tỉnh tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, không chủ quan, thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng, hạn chế thiệt hại do hạn mặn gây ra. Những thông tin này cũng khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả.